Lăng Lê Văn Duyệt, tục gọi là Lăng Ông, có tên chữ là Thượng Công, miếu là khu đền và mộ của tả quân Lê Văn Duyệt, sinh năm 1764 mất năm 1832, hiện tọa lạc tại số 1 đường Vũ Tùng, phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Do vị trí Lăng Ông nằm cạnh chợ Bà Chiểu nên người dân quen gọi chung Lăng Ông, Bà Chiểu để chỉ khu vực này. Ông là một nhà chính trị, quân sự Việt Nam thời Nguyễn và là một trong các chỉ huy chính của quân đội chúa Nguyễn Ánh trong cuộc chiến với Tây Sơn. Khi chiến tranh kết thúc và nhà Nguyễn được thành lập, ông trở thành một đại thần, phục vụ hai triều vua Gia Long, tức Nguyễn Ánh và Minh Mạng. Ông nội ông là người gốc Quảng Ngãi, vào Tiền Giang lập nghiệp nên ông sinh ra tại Tiền Giang. Lê Văn Duyệt gia nhập quân đội Gia Định, cùng chúa Nguyễn Ánh chống lại nhà Tây Sơn từ năm 1781. Ông cầm quân thắng nhiều trận lớn, nên nhanh chóng thăng tiến trong hàng ngũ của quân Gia Định tới chức chỉ huy tả quân vào thời điểm cuộc chiến kết thúc. Sau khi nhà Nguyễn thành lập, ông trở thành một vị quan, tướng quân giữ nhiều chức vụ quan trọng của triều đình, nhiều lần công cán ở cả phía Bắc Thành và hai lần được cử làm tổng trấn Gia Định. Lăng Ông rộng 18.501 m², nằm giữa bốn con đường Đinh Tiên Hoàng, Phan Đăng Lưu, Trịnh Hoài Đức và Vũ Tùng. Lăng nằm kế bên khu chợ Bà Chiểu nên mỗi khi nhắc đến tên chợ này là nghĩ ngay đến Lăng Ông. Rất nhiều người nơi khác thường nhầm rằng đây là lăng thờ ông và bà tên Chiểu. Thật ra, đây là lăng thờ ông bà Lê Văn Duyệt, và do Lễ Kiên cử tên. Không biết từ lúc nào, người dân đã ghép hai từ Lăng Ông với hai từ Bà Chiểu để chỉ khu lăng của tả quân. Theo nhà văn Sơn Nam, tên Bà Chiểu là tên vùng đất chỉ mới xuất hiện thời vua Tự. Chiểu có nghĩa là ao nước thiên nhiên. Bà Chiểu là nữ thần được thờ bên ao thiên nhiên. Ở Thủ Đức cũng có vùng đất tên là Linh Chiểu. Trong công trình kiến trúc của lăng, được xây dựng sớm nhất là phần mộ. Năm 1835, sau sự biến thành Phiên An, cuộc nổi dậy của Lê Văn Khôi, hay còn được gọi là cuộc binh biến của Lê Văn Khôi, khởi nghĩa của Lê Văn Khôi, sự biến thành Phiên An, là một cuộc nổi dậy chống lại triều đình xảy ra vào thời vua Minh Mạng. Sự kiện này diễn ra từ năm 1833 đến năm 1835 ở các tỉnh miền Nam Việt Nam. Lãnh đạo của cuộc nổi dậy này là Lê Văn Khôi, con nuôi của Lê Văn Duyệt. Ông bị lên án và buộc tội đã gián tiếp gây nên biến loạn. Vua Minh Mạng đã ra chỉ dụ san bằng mộ. Trên dựng bia đá có khắc 8 chữ Huyền Yên Lê Văn Duyệt phục pháp sử. Theo Đại Nam Thực Lục Chính Biên Quốc Sự Quán Triều Nguyễn, năm Tân Sửu năm 1841, vua Thiệu Trị lên ngôi cho dẹp bỏ trụ đá hài tội và đắp lại mộ. Năm đầu đời Tự Đức năm 1848, Đông Các đại học sĩ Võ Xuân Cẩn dân sớ xin phục hồi quan tước, tra ơn cho con cháu các công thần, trong đó có Lê Văn Duyệt. Hai người còn lại là Nguyễn Văn Thành và Lê Chức. Nhà vua xem sớ cảm động, truy phong cho cả ba ông và ban phẩm hàm cho con cháu họ, lại cho đắp phần mộ Lê Văn Duyệt ở Gia Định cao rộng thêm và cho sửa sang miếu thờ. Theo nhà văn Sơn Nam, thì sau đó dân làng Long Hưng đem trình quan sở tại một người cháu nội của Lê Văn Phong. Phong là em ruột tả quân, tên Lê Văn Thi, bấy lâu sợ tội với triều đình nên mãi trốn tránh. Sau đó, ông Thi được phép đến Bà Chiểu, lo việc chăm sóc lăng ông. Ngày nay ở trong miếu vẫn còn thờ ông Thi làm tiền hiền. Và từ khi Hội Thượng Công Quý Tế được thành lập vào năm 1914, việc cúng tế được tổ chức đều đặn hàng năm và việc trùng tu cũng được tiến hành nhiều lần. Ngày 6 tháng 12 năm 1989, toàn bộ khu lăng được Bộ Văn hóa công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Chung quanh khu lăng có bức tường bao bọc dài 500 m, cao 1,2 m, được chỗ 4 cổng ra vào theo 4 hướng, được xây dựng vào năm 1948. Nhà nghiên cứu Huỳnh Minh, trong sách Gia Định xưa cho biết, theo lời các cố lão, ngôi mộ tại Gia Định Bình Hòa xã là ngôi mộ chôn bằng hình sáp, còn hài cốt thật thì về an táng tại làng Long Hưng, thuộc tỉnh Định Tường, Tiền Giang ngày nay. Tuy nhiên, tháng 4 năm 2006, sau một cuộc khảo sát, ông Lý Việt Dũng đã đưa ra kết quả ngược lại. Văn hóa cấp quốc gia, chung quanh khu lăng có bức tường bao bọc dài 500 m, cao 1,2 m, được chỗ 4 cổng ra vào theo 4 hướng, được xây dựng vào năm 1948. Năm sau, cổng Tam Quan cũng được xây. Cổng có hàng đại tự nổi bằng chữ Hán Thượng Công Miếu, được đặt ở hướng Nam, mở ra đường Vũ Tùng. Trước năm 1975, cổng này đã từng được chọn là biểu tượng của vùng Sài Gòn, Gia Định xưa.
Khu lăng được xây dựng trên một trục đường chính, từ cổng Tam Quan ở phía nam vào qua một khu vườn cảnh lạ, nhà bia nơi đặt hàng năm. Tại lăng đều có tổ chức lễ giỗ Lê Văn Duyệt long trọng, vào các ngày 29 hoặc 30 tháng 7, mồng 1 và 2 tháng 8 âm lịch. Lễ giỗ được cử hành theo nghi thức cấp tiểu cung đình triều Nguyễn. Ông Bức, dân gian xem ông như một vị thần, vì vậy việc thờ cúng và tế lễ ông tại lăng Ban Bi năm sau, cổng Tam Quan cũng được xây. Cổng có hàng đại tự nổi bằng chữ Hán Thượng Công Hiếu, được đặt ở hướng nam, mở ra đường Vũ Trục. Trước năm 1975, cổng này đã từng được chọn là biểu tượng của vùng Sài Gòn, Gia Định xưa. Khu lăng được xây dựng trên một trục đường chính, từ cổng Tam Quan ở phía nam vào qua một khu vườn cảnh lạ, nhà bia nơi đặt bia đá ghi công đức Tả Quân, mộ Tả Quân và vợ, có bình phong và tường hoa bao quanh, và miếu thờ. Nhà bia được xây dựng như một ngôi điện nhỏ, tường gạch, mái lợp nói âm dương. Bên trong có tấm bia đá khắc văn bia chữ Hán Đệ Lê Công Miếu Bia, bia dựng tại miếu thờ Lê Công, do kinh lược sứ Hoàng Cao Khải viết năm Giáp Ngọ 1894. Nội dung văn bia ca tụng công đức Lê Văn Duyệt đối với triều đình và nhân dân. Toàn thể khu mộ đều được xây bằng một loại vữa hợp chất. Phần mộ gồm hai ngôi mộ song táng, Tả Quân và vợ là bà Đỗ Thị Phẫn. Hai ngôi mộ đặt song song và được cấu tạo giống nhau, có hình dạng như nửa quả trứng ngỗng xẻ theo chiều dọc, chớp trên bệ lớn hình chữ nhật. Theo các nhà khảo cổ học và kiến trúc sư, mộ này còn được gọi là mộ quy, quy tức là rùa, vì ngôi mộ có hình dáng như một con rùa đang nằm. Trước mộ có một khoảng sân nhỏ để làm lễ. Từ nơi nhà bia nhìn vào mộ Lê Văn Duyệt phía bên phải, bao quanh mộ là một bức tường bằng đá ong dày hình chữ nhật, thông ra tận sân đốt nhang đèn. Ngoài ra, ở đây còn hai phần mộ nhỏ của hai cô hầu, cách khu lăng mộ một khoảng sân dài đến khu vực Thượng Công Linh Miếu, nơi diễn ra các sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân trong việc thờ cúng ông. Bố cục của miếu bao gồm tiền điện, trung điện và chính điện. Mỗi trang điện thờ cách nhau bằng một khoảng sân lộ thiên, gọi là sân thiên tĩnh. Giếng trời, đối xứng hai bên trục nhà chính là hai dãy Đông Lan và Tây Lan, công trình mang dấu ấn của lối kiến trúc miếu thờ nhà Nguyễn, với những mái trùng thiềm điệp ốc và kỹ thuật kết nối khung nhà bằng các lỗ mộng. Ngoài ra, nhờ kỹ thuật chạm khắc gỗ, chạm khắc đá, khảm sành sứ mà nơi thờ, những câu nói nổi tiếng của Tả Quân khi đánh trận Đầm Thị Nại năm 1801, lúc Võ Di Nguy trúng đạn tử trận, quân hơi hoảng, Nguyễn Ánh nói ông rút quân, ông nói với vua rằng sắp thắng và động viên binh sĩ. Báo đền ơn chính là vào đêm nay, sống thì cùng nhau hưởng phú quý, chết thì triều đình hương khói phụng thời. Thắng và động viên binh sĩ, khi làm tổng chấn Gia Định ông có nói: khởi nghĩa nông dân là do bọn tham quan áp bức bóc lột nên họ khởi nghĩa, chỉ cần trừng trị bọn tham quan thì họ không cần phải khởi nghĩa nữa. Và khi chuẩn bị chém cha vợ vua Binh Mạng ông tâu rằng: chống tham nhũng như chống mối phải từ nóc nhà mà chống xuống, đám quan lại tham nhũng như bầy mối càng to thì đục khoét càng giữ không diệt trừ tận gốc thì nhà sập. Lúc đó bệ hạ và quần thần muốn đỡ cũng đỡ không nổi đâu. Khi ông ra lại khai quan, không tỏa cản thì ông nói: bế quan tỏa cản là không nên, có nhà mà đóng cửa cài then thì làm sao gió vào cho được, gió không vào được thì người ta làm sao mà khỏe. Nơi chính điện có bức tượng bằng đồng của Tả Quân Lê Văn Duyệt, tượng được đúc bằng đồng nguyên chất, cao 2,65m, nặng 3 tấn do nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng thực hiện. Đây là ý tưởng của tạp chí Xưa và Nay cùng Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam trong chương trình đúc tượng đồng cho lăng ông. Nơi trung điện, thờ Tả Quân Lê Văn Duyệt, giữa, thiếu phó Lê Chất, phải, kinh lược Phan Thanh Trảng, trái, dân gian xem ông như một vị thần. Vì vậy việc thờ cúng và tế lễ ông tại lăng mang nghi thức thờ thần và tế thần. Nói rõ hơn, lễ hội lăng ông Bà Chiểu không phải là lễ tưởng niệm anh hùng dân tộc như Trương Định, Nguyễn Trung Trực hay Nguyễn Huỳnh Đức, mà là lễ hội mang tính dân gian như lễ Bà Chúa Xứ, xem miếu Bà Chúa Xứ, hoặc vía Bà ở Tây Ninh, xem núi Bà Đen. Số người dự hội có đến hàng chục vạn, không chỉ người địa phương mà cả khách tỉnh xa cũng về dự hội. Chú ý trong số khách đi lễ, số lượng người Hoa chiếm khoảng phân nửa, bởi họ đến dân hương để tạ ơn một vị phúc thần. Vì lúc sinh thời khi làm tổng chấn cha, ông đã có những chính sách, chủ trương nâng đỡ, tạo điều kiện cho cộng đồng người Hoa phát triển ngành nghề, an cư lạc nghiệp trên quê hương thứ hai của họ. Ngoài Lê Văn Duyệt, Lê Chất, Phan Thanh Trảng, trong đền còn thờ vợ ông, các tiền hiền, hậu hiền, các anh hùng liệt sĩ bị quốc vong thân, và
và hội viên quá vãng, những người xây dựng, quản lý và hội viên hội thượng công quý tế đã qua đời.